Chúng con xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn cha Giuse Maria Nguyễn Xuân Tín, linh hồn Đa Minh Vũ Minh Sinh mới qua đời, Giuse Bùi Văn Đàn, Giuse Bùi Văn Sáo, Giuse Nguyễn Văn Hốt, Julio Lê Văn Xuyến, Phêrô Hoàng Ngọc Thực mới qua đời, Anna Phạm Thị Mùi, Lucia Lê Thị Sang, Maria Bùi Thị Uyên, Maria Huỳnh Thị Thành lễ dỗ, Maria Nguyễn Thị Đào, Maria Nguyễn Thị Ngọc Trang, Maria Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Maria Vũ Thị Yến, Đa Minh Vũ Minh Sinh, Phêrô Hoàng Ngọc Thực, các linh hồn một người xin tạ ơn và xin cho quý anh chị em đi hành hương tại Missouri được mọi sự bình an. Ngày hôm nay anh em trong cộng đoàn Đa Minh tại trụ sở Mân Côi, chúng con cũng xin dâng lễ này để cầu nguyện cho các ân nhân cũng như tất cả các anh chị em ở trong đại gia đình Đa Minh, những người còn sống cũng như là những người đã được Chúa gọi về. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trống qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chiết sát xuất hành. Hồi ấy, ông Môi-se làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm thứ 2, nhà tạm được dựng nên. Ông Môi-se cho dựng nhà tạm, ông cho đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột. Ông cho căn lều trên nhà tạm,
lấy bạt che phía trên lều như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Ông lấy trứng ướt đặt vào hòm bia, xỏ đòn vào hòm bia, đặt nắp xá tội lên trên đó. Ông rước hòm bia vào trong nhà tạm và treo bức tường để che khuất hòm bia trứng ướt. Như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se, đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ông Môi-se không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi nhà tạm thì con cái Israel nhổ trại. Nếu mây không bay lên thì họ không nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên. Quả vậy, đám mây của Đức Chúa đậu trên nhà tạm ban ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây trước mắt toàn thể con cái Israel ở mỗi chặng đường họ đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, cung điện Ngài xiêm bao khải. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, cung điện Ngài xiêm bao khải. Mạnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tâm thân con cùng là tân gia, nhưng hương lên Chúa Trời hàng sông mà hương hờ reo mừng. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, cung điện Ngài xiêm bao khải. Lạy Chúa Tể Càn Khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ. Ngay chim sẽ còn tìm đưa mái ấm, căn nhà kia cũng làm tổ đàn con lên bên bàn thờ của Chúa. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, cung điện Ngài xiêm bao khải. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được ha mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sương mạnh, càng tiến lên họ càng mạnh bước. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, cung điện Ngài xiêm bao khải. Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa vẫn còn hơn sông trong trại an nhân. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào vỏ, cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng.
Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giê-xu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Nói đến lưới cá thì chắc có lẽ người Việt Nam mình cũng hiểu biết nhiều. Mình có rất là nhiều các loại lưới cá khác nhau. Ở trong đây mà trong cái bản kinh mà dịch cho nó đúng thì trong tiếng Anh nó gọi là dragnet net, là cái loại lưới mà nó nghĩa là có thể nói là cái ghe hoặc là cái thuyền mà kéo nó đi hoặc là đặt xuống thì con tôm, con tép, cái con gì nó cũng vào đó và dính hết. Rồi có một cái loại lưới nữa là lưới mà nó giống như là cái lưới mà mình chơi tennis vậy đó. Họ giăng ra ngang vậy, sau rồi cá nó đi ngang qua. Thì mấy con nhỏ thì không có dính lại, chỉ cái con nào nó vừa cái tầm của cái kẽ hở thì nó mới dính vào thôi. Thì chúng ta thấy là ở trong đây, chép câu chuyện ở đây á, là cái con này, con kia, con gì cũng sẽ dính vào hết và phải lựa nó ra, lựa con xấu, con tốt, lấy con tốt, bỏ con xấu đi. Thì chúng ta thấy là cái đó là để nói đến là ngày tận thế là như vậy. Ngày tận thế là sẽ gom hết tất cả mọi người xấu cũng như người tốt, rồi thiên thần Chúa sẽ lọc lựa ra. Còn nếu mà nói như cái lưới mà giống như là cái lưới mà mình chơi tennis vậy đó, mà nó vừa cái lỗ đó thôi đó, thì bây giờ như vậy thì làm sao? Quý ông bà và anh chị em chúng ta có thấy là nếu mà lưới trời mà trong cái đời sống ngày hôm nay nè, mình có được nếm thử cái gọi là cái sự phán xét của Thiên Chúa hay không? Có ai nghĩ là mình cũng đang có cái trải nghiệm về cái sự phán xét không? Có khi nào không? Lúc nào? Lúc đọc kinh cầu nguyện hả? Có phải là lúc mà mình xét mình không? Đúng không? Lúc mình cầu nguyện, lúc mình xét mình. Đây nó giống như là Chúa cho mình một cái lưới ở trong cái đầu của mình á, để mà mình cũng cách này cách khác phán xét. Đây là cái tiếng nói lương tâm của mình đó. Chúa cho mỗi một người chúng ta có lương tâm để chúng ta cũng một phần nào đó để có cái sự phán xét, để chúng ta cũng có thể qua ơn Chúa chúng ta lọc lựa, biết được cái xấu mà chừa bỏ để giữ lại cái tốt. Không, chúng ta đã được cái gọi là nhìn thấy một cái cách nào đó, chúng ta được ơn Chúa qua tiếng nói lương tâm. Bởi vậy lương tâm nói thật sự là Chúa đã cho mình cái tiếng nói lương tâm để mà nếm trước cái sự phán xét của Thiên Chúa rồi. Có đồng ý như vậy không cơ ạ? Đồng ý phải không cơ? Không đợi đến ngày chết đâu, chưa đợi đến ngày chết đâu. Tiếng nói lương tâm Chúa đã giúp cho mình có cái sự phán xét ngay trong cái cuộc sống trần gian của mình rồi. Chúng ta phải, khi biết như vậy thì mình phải tạo cho mình cái thói quen để mà mình suy ngẫm về những việc mình làm hàng ngày, để đưa ra cái quyết tâm một cái cách trong cái cuộc sống của mình, để mình nắm lấy và mang lấy những cái điều mà Chúa Giê-xu đã dạy bảo chúng ta, những điều tốt để chúng ta làm và xa lánh điều xấu.
Giáo hội trong cái tài liệu của Vatican, Công đồng Vatican thứ hai, Gaudium et Spes, nói rằng là trong sâu thẳm lương tâm của mình, con người phát hiện ra một quy luật mà chúng ta không áp đặt cho mình nhưng buộc chúng ta phải tuân theo. Luôn luôn kêu gọi con người hãy yêu điều thiện, tránh điều ác. Tiếng lương tâm khi cần thiết sẽ nói với trái tim con người, hãy làm điều này, bỏ điều kia. Vì con người có trong lòng một luật do Đức Chúa Trời, do Thiên Chúa viết ra, tuân theo nó là phẩm giá của con người. Theo đó mà chúng ta được phán xét. Nhưng lương tâm này phải được đào tạo tốt để nó nhạy cảm với những lời dạy của Thiên Chúa và giáo hội của Ngài. Chúng ta có chú ý đến tiếng nói của lương tâm mình hay không? Ngày hôm nay, tin mừng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy dùng tiếng nói lương tâm, hãy thực hành, hãy tạo điều kiện cho mình để tiếng nói lương tâm giúp chúng ta có cái đời sống thánh thiện, để chúng ta biết làm theo đúng lời của Thiên Chúa. Giáo hội qua Công đồng Vatican II đã dạy chúng ta để chúng ta để ý đến lương tâm của chúng ta và sử dụng nó một cách hữu ích. Ngày hôm nay trong tin mừng, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta khi người bảo chúng ta có hiểu điều ấy, những điều ấy không qua cái dụ ngôn lưới cá, thì Ngài nhắc nhở lại rằng bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như người như chủ nhà ấy kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cái mới lẫn cái cũ. Vâng, chúng ta được học hỏi, chúng ta được Chúa Giêsu cũng như giáo hội hướng dẫn. Bởi thế, chúng ta hãy dùng trí khôn, hãy dùng sự khôn ngoan mà Thiên Chúa cũng như giáo hội giúp chúng ta, để chúng ta biết xét mình, để chúng ta biết sử dụng lương tâm của chúng ta cách chính đáng, để chúng ta biết điều thiện, điều ác, để chúng ta tìm đến đời sống mới mà chính Chúa Giêsu muốn mời gọi mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy bỏ đi những thói hư tật xấu để chúng ta nhận được ân sủng của Thiên Chúa. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Con một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh. Xin cho bí tích tình yêu người trối lại dẫn chúng con hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau thánh lễ chúng ta sẽ có giờ chầu thánh thể, và sau giờ chầu thánh thể thì chúng ta có làm tuần cửu nhật của cho thánh đa minh. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Trời xanh mong người đưa tay giải thoát, ai nhục kẻ thù tấn công tôi. Xin Chúa Trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của người. Này Thiên Chúa, xin biểu thị uy linh khắp cõi trời và chiêu tỏa vinh quang đầy mặt đất. Con an lòng lạy Thiên Chúa, con vâng dạ an lòng. Này con xin đàn hát sương ca. Lạy Thiên Chúa, trưa mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ. Giữa lòng muôn nước, con đàn hát sướng ca. Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh, lòng lòng thành tin vượt ngàn mây thăm. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Thơ dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh. Đàn đấng đã phân tan Israel, cùng chính người sẽ thâu tập lại. Canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. Sẽ reo mừng khi đi tới đỉnh Sion, lũ lượt kéo nhau về hương ân lộc Chúa. Về cùng với chiến kiều, nữ bây giờ vui nhảy múa, trẻ già cũng mở hội tưng bừng. Thank you.
cần luôn ta đã hàng tư thế thật dư đầy. Từ muôn đời và trinh hiện nay luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Thân ta hưởng ân lộc dư đầy. Thượng xưng đã lời tha tung của người nơi si an bồng lai cực băng là kinh thành của đức đại vương. Giữa các lâu đài của Si-on, Thiên Chúa tỏ ra chính người là thành lũy. Chẳng nổi quằn quại như phụ nữ sắp sinh con, quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả bị bão đánh tan tành. Người cùng lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình yêu Chúa yêu thương, danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng hời khen ngợi khắp cõi vực dài vang. Ngài đi vòng Si-on dọc theo tường lũy, đêm tháp canh xem được bao nhiêu. Hãy để tâm quan sát tường thành, các lâu đài ngắm xem cho tỏ. Danh Chúa Cha và Chúa Con, vinh danh Thánh Thần. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa phán: Trời là ngai ta, đất là bệ dưới chân ta. Đâu cần các ngươi phải xây cho ta một ngôi nhà, hay dọn cho ta một chốn nghỉ ngơi. Chính tay ta đã dựng nên mọi sự, và tất cả đều thuộc về ta. Chúa phán như vậy: Người được ta thương đến là kẻ nghèo hèn, thống khổ và biết kính sợ lời ta.
Con kêu van hết lòng, lạy Chúa, xin Chúa thương nhậm lời. Xin Chúa thương nhậm lời. Con kêu van hết lòng, thầy Chúa, xin Chúa thương nhậm lời. Ta viếng thăm cư chùa dân người, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sư mà phán hứa tự ngàn xưa. Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thanh thiện không chính trước nhan người, ta cũng thờ người suốt cả đời ta. Bảo cho dân Chúa biết, người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiến. Soi sáng những ai ngồi nơi tâm tôi, trong bóng tử thần, dân ta được và được theo bình an. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Ta hãy sống thanh thiện công chính trước nhan Chúa, người sẽ giải phóng ta khỏi thay. Đức Kitô chiếu sáng ngày mới của chúng ta, ta hãy cảm tạ người và cất tiếng cầu xin. Chúa đã hiến thân làm của lễ đền tội thay cho chúng con. Chúa ban ánh sáng mới làm vui mắt chúng con. Xin cho chúng con ngày hôm nay biết sống quảng đại với hết mọi người. Sớm mai này xin cho chúng con được thấy lòng từ bi của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn thiên chúng. Này con là đá, xa ta xúc cùng không làm gì thiên chúng. Ta hay nguyện xin cho Cô Chúa gìn giữ người ban phúc sinh lực và ban cho người nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha Phanxicô và trao phó cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ân cần săn sóc gìn giữ người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ban ban bởi trời cho nhân loại. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giêsu, Chúa tôn đức thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa tôn máu thánh máu Chúa Giêsu, Chúa tôn Chúa Giêsu trong thánh thể trên Chúa thánh thần đấng cao siêu. Đức kiên nhẫn, lời Chúa. Trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em. Vì có cùng một đức tin như đã chép, tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào thì càng đông người hơn dâng lên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ và tôn vinh Người. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù cho con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi,
thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Niệm Thánh Phaolô luôn kiên nhẫn khi gặp thử thách, bởi ngài tin rằng Đức Giêsu Kitô luôn đồng hành. Người không bao giờ bỏ rơi môn đệ của người. Khi môn đệ gặp thử thách gian nan là môn đệ đang mang nơi thân xác mình cuộc thương khó của Đức Giêsu. Qua đó, sự sống của Đức Giêsu được tỏ lộ. Cuộc đời của Thánh La Minh là mẫu gương cho những ai tin nhưng phải đối diện với thử thách, hầu giữ vững đức tin trong một kế hoạch, bổn phận hay mối quan hệ nào đó. Cha luôn vững vàng dẫu cho mọi nỗ lực không luôn được hoàn thành. Ví dụ, chỉ một số nhỏ người theo phái AB đã trở lại chẳng hạn, song vì xác tín rằng mình được ý Chúa giúp sức, nên cha Đa Minh luôn tìm thấy được sức mạnh và khả năng chịu đựng để vững chí, bền tâm. Thiên Chúa hằng ban ân sủng cần thiết để củng cố đức tin, đức cậy và đức mến. Hãy nhìn lại cuộc đời mình để xem lòng trung tín với Chúa của tôi trong những lúc gặp thử thách, đau khổ. Lòng kiên nhẫn Chúa của Chúa mời gọi tôi vững tâm sống tốt vai trò của mình với người khác thế nào. Hãy liệt kê niềm tin hoặc sự tin nhận sự sâu sắc là nền tảng nâng đỡ tôi trong những lúc sao động, sợ hãi, đổ vỡ hay nghi ngờ. Nhân đức dễ nhận thấy nơi bạn là nhân đức nào. Hãy suy gẫm xem làm thế nào mà tôi có thể vững vàng sống nhân đức đó cho đến nay. Hãy cảm tạ Chúa vì điều tốt đẹp đó. Hãy chậm rãi đọc lại đoạn kinh thánh trên. Hãy hỏi Chúa về điều mà mình nên học hỏi khi đọc những dòng đó. Ta mình theo gương vì tông đồ của dân ngoại, cha đã không chịu theo cảm tính tự nhiên. Cha hân hoan khi thiêu thốn những điều cần thiết, khi bị sỉ nhục và bị dọa giết. Nhờ đó cha đã không giống Đức Kitô chịu đóng đinh. Xin cha cầu cho chúng con tinh thần kiên nhẫn và lòng mạnh mẽ. Ôi niềm hy vọng lạ lùng cha đã hứa ban cho anh em, thương cha giây phút ly trần. Vì lúc bây giờ cha hứa rằng khi qua đời cha sẽ bênh đỡ anh em. Cha ơi cha, xin hãy nhớ lời hứa mà cầu bênh vợ chúng con. Vô vàn phép là làm cho danh cha cả xa. Xin cha một lời cầu cho chúng con, nhờ chân Chúa anh. Thánh danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa đã muốn chiếu soi hội Thánh Chúa nhờ công đức và giáo huấn của Thánh Phụ Đa Minh. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho hội Thánh không bao giờ thiếu những ơn trợ giúp của Chúa ngay ở đời này và hằng được tiến triển trên đường thiêng liêng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em đi bình an.